Rất vui đã quay trở lại với Nguyễn Hồng Audio. Hôm nay mình có hàng loạt những sản phẩm hay anh muốn giới thiệu đến các bạn, đó là những dòng âm ly loa đến từ Nhật Bản, Mỹ và toàn là những thương hiệu rất là cao cấp, rất là nổi tiếng. Trước hết mình sẽ giới thiệu những cái món hàng có mức giá thấp trước rồi những cái cao lên lần. Và bạn nào có xem video này thì có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình theo cái số điện thoại trên và nhớ đăng ký kênh Nguyễn Hồng Audio để nhận được những video, những thông báo mới nhất đến từ kênh của mình. Thì cái món hàng rẻ nhất hôm nay là cái âm ly xanh xui, có model là 4.000. Đây là một dòng âm ly receiver rất là đẹp, rất là sang trọng. Các bạn có thể thấy mà khi mình tháo ra, khi mình bật nguồn lên thì cái nguồn nó sáng lên màu xanh rất là đẹp. Ở đây là cái đèn radio và cái âm ly này có khả năng chơi được hai ba cặp loa rất là khủng, công suất nó lên đến 300W, nên đánh sờ sát và nó có một cái lớp vỏ gỗ nhìn rất là sang trọng và tinh tế. Phía trước thì cái mặt phay nhôm nó kết hợp với cái màu đen của cái phần ở giữa radio, nó làm cho cái âm ly của chúng ta rất là sang trọng. Nó có khả năng bắt được những cái tần số radio lên đến 108 FM. Thì đây là tần số bắt được tất cả các đài FM ở Việt Nam. Về cái chất âm của nó thì nó hoàn toàn có thể đánh những đôi loa Mỹ như những cặp loa này hoặc là những đôi loa Nhật như những cặp loa này đều rất là tốt. Nhà sản xuất 4.000 thì là phiên bản kế tiếp của những dòng 2.000, 3.000. Thì 4.000 nó cao cấp hơn mà mức giá nó, nhưng mà mức giá lại dễ chịu hơn so với những dòng như 2.000X. Mức giá còn 4.000 này chỉ có là 9 triệu. Rồi, cái đến là một cặp loa đến từ thương hiệu Infinity. Đây là cặp Infinity cặp nhỏ này nha các bạn. Cặp nhỏ này là Infinity cấp 36. Nhắc đến dòng Infinity thì phải nói đến những cái series cấp 3 huyền thoại. Nó là những dòng loa đã tạo nên tên tuổi cũng như tạo nên cái sự tinh tế trong thiết kế mà những hãng loa khác hầu như không làm được. Chúng ta có thể thấy những cái đường nét thiết kế gỗ lạng nó rất là đẹp. Bên hông nó bo tròn, nó bo những cái đường đường này nhìn rất là sang trọng. Cấp 36 nó có thiết kế là gồm một bass 25, một mic là Bolido và một trép AMX trép điện. Thì cái bản thân cái loa này, những cái dòng loa cấp 3 thì tất cả đều dùng cái dòng trép này, đó là trép AMX. Tùy cái phiên bản cấp 3 mà nó dùng những cái trép điện AMX khác nhau, nhưng mà đặc tính kỹ thuật của nó vẫn là trép điện. Ví dụ như trép này cũng trép AMX nhưng mà nó khác trép này. Trép này là trép của những dòng cấp 36, cấp 37, cấp 39, cấp 38. Cái dòng cấp 3 này thì nó sở hữu hai cái đặc trưng mà những cái dòng loa khác không có, đó là trép AMX và cái trép Bolido. À, cái xin lỗi, cái mic Bolido. Nó cái mic Bolido này nó cho tiếng mic cũng rất là ấn tượng, âm mic âm hình rất là sâu, rất là rộng. Với loa bass 25 thì nó cho ra cái âm bass rất là khỏe, rất là uy lực. Đánh giá cái cặp loa cấp 36 so với những dòng như JBL trong tầm giá như L40 hoặc là L50 thì cấp 36 nó có chất âm có lẽ là vượt trội hơn rất là nhiều, đặc biệt ở cái tiếng trép. Tiếng trép nó thể hiện rất là mượt mà ở trong trẻo và nó sở hữu 3 đường tiếng. Đây là phía sau lưng của nó có cái nấm để chúng ta chỉnh mic răng và tweeter là trép. Đây là chỗ gắm dây loa. À, cặp loa này có mức giá là 10 triệu rưỡi nha các bạn. Infinity cấp 36 10 triệu rưỡi. Rồi, cái đây là một cặp loa của Sansui. Nó có model là SB 2500. Thiết kế khá là đẹp. Những cặp loa Sansui mắc cáo thì nó luôn có mức giá khá là tốt so với những dòng Pioneer. Nhưng mà những cái dòng Sansui thì thường nó có thiết kế hơi bị lép vế so với Pioneer. Riêng cái dòng 2500 thì nó lại có thiết kế rất là đẹp, ngang ngửa những dòng Pioneer có phần lại đẹp hơn. Chúng ta có thể thấy phía trước của nó là nó cũng là mặt gỗ lạng. Nếu chúng ta đã chơi qua dòng Sansui mắc cáo thì chúng ta sẽ thấy những cái dòng như SB 1500 hoặc là SB 2002 thì nó cái mặt trước của nó là mặt trước gỗ ván ép chứ không có gỗ lạng. Cái này là bass 3 tấc mà hai loa mic 12, hai loa trép còi. Hai loa trép còi này nó nằm trong một cái lớp
lá thép nó làm cho cái âm hình của thép khi nó ra nó sẽ tạo những cái âm hình gợn sóng, nó sẽ cho ra cái âm hình chi tiết hơn rất là nhiều. Và chúng ta thường bắt gặp ở những dòng Onkyo Scepter nó cũng có cái thép mà cái lưới sắt này. À, chúng ta chỉ cần gõ là chúng ta nghe cái tiếng tiếng nó kêu rồi. Và như vậy âm thép nó ra nó sẽ tạo nên những cái âm hình, nó tạo ra cái tiếng nhạc cụ nó hay hơn rất là nhiều. Cái lưới mắc cáo mình đã tháo ra và để đây. Lưới mắc cáo rất là đẹp, không bị mẻ mất trầy chỗ nào. À, đây là cái lưới mắc cáo bên này còn khá là đẹp. À, đầu loa này có mức giá là cũng 10 triệu rưỡi luôn. À, một mức giá khá là tốt cho một cục loa 5 đường tiếng và bát 30 thép còi. Rồi kế tiếp là một cặp loa đến từ hãng AR, có model là AR 58BXY. Đây là một dòng loa ra đời khoảng năm 1980 với thiết kế thùng đứng, bát 3 tấc và một mic một rép. Ở dòng này là cái dòng kiếm âm nha các bạn. Digital Monitor System, nghĩa là dòng kiếm âm kỹ thuật số. Đây là dòng chuyên dùng cho các phòng thu nên chất âm của nó tất nhiên rồi, nó sẽ tỉ mỉ và ngọt ngào hơn rất là nhiều so với những dòng loa mà chuyên dùng dân dụng. Những dòng loa phòng thu thì dành cho những giới nghệ sĩ, những giới ca sĩ, những cái thu âm nên nó đòi hỏi cái chất âm nó phải chuẩn xác hơn rất là nhiều. Cái đôi loa này có thiết kế thùng màu gỗ và chúng ta có thể thấy tên tên những cái loa đều nó có ghi chữ AR. À, mình sẽ quay phía sau cho các bạn thấy thêm. Đây là phía sau chỗ gắn ghi loa, đây là cái tên của nó, AR58BXY. À, cặp loa này có mức giá là 16 triệu. So với đôi loa AR3 thì chất âm nó gần như ngang ngửa. Và các bạn có thể thấy, mình sẽ test cho các bạn cái video trong hôm sau. Bạn nhớ theo dõi nhé. Rồi kết thúc cái video này là một cặp loa khủng long đến từ hãng Infinity. Có một đây là cặp 38.2A Series 2. Thì đây là một dòng có thể nói là cận kề cái dòng cuối của Infinity. Đó là dòng 9.2 Series 2 thì dòng đó là dòng dòng cuối cùng rồi. Còn dòng 8.2A Series 2 này là dòng gần cuối, nhưng mà nếu như mà chúng ta có nhu cầu chơi âm thanh mà tầm cao, tầm high end thì đây là sự lựa chọn rất là hợp lý. Loa này nó cao hơn 1,1 m và nó có sở hữu một loa bass 3 tấc, một loa mid 16 và một loa mid mid cao Polydom, một loa trep trep điện IMX. Thùng băng gỗ rất là đẹp. Loa này không có một tì vết, không có một cái điểm trừ nào. Chúng ta có thể thấy rất là sang trọng. Một cặp loa hoàn hảo. Thì trong cái video này thì mình chỉ quay sơ qua cho các bạn thấy. Còn những cái chi tiết thì mình sẽ có một cái bài chi tiết đánh giá cũng như test âm thanh để các bạn nghe thử. Ở đây mình sẽ quay trên này nó vẫn còn hơi dính bụi, còn rất là đẹp. Thiết kế này cũng khá giống thằng cấp 36 nhưng mà nó lại nhọn ở phía đuôi, nó làm cho cái sự khác biệt cũng như cái sự sang trọng của một cặp loa cây hơn. Nếu nó to luôn phía đuôi thì cái loa này nó quá gồ ghề, nó quá cồng kềnh. Đôi loa này có khả năng chơi bi quay và như vậy thì chúng ta có thể chơi những âm lên như đề nòng 2000, hai la mã đề nòng 1500 R, hai la mã hoặc là những dòng bi quay của Ledman hoặc Acoustic rất là tốt. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái video giới thiệu sơ qua các bạn những sản phẩm mới về của shop Nguyên Hùng Audio. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại trên.
và đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh của mình để nhận được những video, những thông báo mới nhất đến từ kênh Nguyễn Hồng Audio.